Rồi câu hỏi thứ hai đến từ bạn An Chi LG G7, LG V40, Redmi Note 8 Pro và IQ 1 Thì nên mua máy nào để chơi game lâu dài? Mà anh trả lời Trong phút giá này thì mình thấy rất là Điện thoại hay .vn Một sản phẩm vạn an tâm Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Rau Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số hỏi đáp thứ 3 Và không vòng vo vò nữa Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với câu hỏi đầu tiên luôn các bạn nhé Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Trần Tiến Đạt Anh ơi, cho em hỏi LG V40 giá 3 triệu năm có nên mua không ạ? À? Tham khảo trên một số các web mà hiện tại đang bán dạng hàng cũ đó các bạn ạ à, Thì mình thấy rằng là chiếc LG V4 nó sẽ có mức giá dao động tầm khoảng là từ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 7 Tùy vào cửa hàng thì mình thấy rằng là trong phân khúc giá này chiếc LG V40 là một chiếc điện thoại khá là đáng mua. Mình thì mình đã từng có một khoảng thời gian trải nghiệm với lại chiếc LG V40 khá là dài rồi, kể cả là thậm chí khi mà về quê ăn cưới em quen Dương ấy thì mình cũng mang theo để mình chụp chụp rồi mình test camera các thứ. Thì thứ nhất, cái điểm mà đáng tiền của nó là về phần màn hình. Màn hình trên con này thì thật sự rất là đẹp. Trong phân khúc giá này thì các bạn không thể nào kiếm ra một chiếc điện thoại có màn hình đẹp hơn cái con LG V40 này đâu. Cái điểm thứ hai mà mình thấy nó đáng giá đó chính là về mặt cấu hình Trong khúc giá này thì với chiếc Snapdragon 845 ấy Nó là một con chip mà gọi là cho ra một cái mức hiệu năng tốt nhất rồi Với cái dạng máy cũ Đi kèm với đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mức option RAM của nó cũng gọi là ổn, thoải mái trong ở thời điểm hiện tại À, cũng chưa phải gọi là lỗi thời, kể cả là bộ nhớ trong nữa. Tuy nhiên có một điểm mà các bạn sẽ thấy rằng là chiếc LG V40 này nó không được bình thường như là những chiếc điện thoại chạy chip Snapdragon 845 khác. Đến chính là về cái game tuner được cài sẵn bên trong cái giao diện LG UX của nó, thì nó là một cái phần mềm không phải là giúp cho tối ưu game mượt hơn, mà nó là một cái phần mềm để bóp cái hiệu năng của chiếc Snapdragon 845 này. Mình đã từng trải nghiệm và cái lỗ ràng thì cái trải nghiệm của nó tương đương với lại chiếc cái uh, chiếc điện thoại MCG7 vậy. Nó bị bóp hiệu năng xuống chơi không mượt mà, không thể nào mà so lại với những chiếc điện thoại flagship ví dụ như là Mi 8 hoặc là một số cái điện thoại flagship mà chạy con chiếc Samsung mươi 845 được. Điều này thì uh, bắt buộc là chúng ta khi mà các bạn mua về các bạn phải là cắm vào máy và xem những cái cách hướng dẫn trên mạng để gỡ cái game tuner này đi. Mình thì mình từng đã có một video uh, test game chiếc g 7 khi mà đã gỡ game tuner ra rồi thì quả thật là cái hiệu quả của nó rõ ràng luôn bạn à, gỡ ra một phát là chơi game mượt như bình thường luôn, không có vấn đề gì cả. À, tiếp đến thì là về phần pin uh, pin của con này thì nói chung là về mặt cơ bản thì cũng chỉ là đủ dùng thôi mình thì mình cũng không đánh giá quá cao về phần pin nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì trong phân khúc giá khoảng uh, 3 triệu rưỡi máy cũ thì chúng ta cũng uh, gọi là chăm trước cho nó về phần pin tại vì thứ nhất dù sao nó cũng là máy cũ và cái thứ hai thì dung lượng pin của nó thì cũng dừng lại ở mức cơ bản phổ thông rồi và còn một điểm nữa là một cái nét rất là đặc trưng trên các dòng uh, điện thoại flagship của LG đó chính là khả năng nghe nhạc của nó về khả năng nghe nhạc thì các bạn uh, khi các bạn uh, sử dụng uh, cắm tai nghe vào thì các bạn nghe sẽ rất rất là hay khi mà nó hỗ trợ chúng ta là một cái con chip uh, DAC rồi bên trong máy được tích hợp bên trong máy luôn. Điều này thì mình thấy rằng là đây là một cái thế mạnh cực kỳ. Đối với những bạn nào mà thích nghe nhạc thì chỉ có lựa chọn những dòng điện thoại flagship của LG thôi là đảm bảo nghe sẽ là phê luôn. Đó, chỉ cần là một cái chiếc tai nghe mà nó thuộc phân khúc giá tầm khoảng 200 000 đổ lại thôi. Ví dụ như là tai nghe AKG của Samsung hoặc là một số tai nghe đến từ hãng KZ ấy. Đó, thì các bạn uh, chỉ cần kết hợp với lại cái chiếc LG V40 này hoặc là bất kể là điện thoại flagship nào của LG thì chắc chắn cái khả năng nghe nhạc của nó cho ra rất là tuyệt vời tổng thể thì mình đánh giá rằng cái chiếc LG 40 là một chiếc điện thoại rất là đáng mua các bạn nhé nên cân nhắc và cũng nên là chắc kỹ vì thứ nhất đây là một chiếc điện thoại cũ cho nên là và cái thứ hai cái mức giá ở thì điểm hiện tại thì nó cũng gọi là hơi rẻ ấy. nên là các bạn cũng nên cân nhắc về cái vấn đề là trước khi mua máy phải chắc kỹ vào để tránh tình trạng là bị lừa rồi câu hỏi thứ hai đến từ bạn An Chi LG G7, LG 40, Redmi Note 8 Pro và iQOO 1 thì nên mua máy nào để chơi game lâu dài Mọi người trả lời trong phút giá này thì mình thấy rằng là cái mức giá nó sẽ dao động tầm khoảng là uh, trên 3 triệu một tí đến 4 triệu Thì cái cấu hình mà thấp nhất ở đây đó chính là chiếc IQ1 khi mà nó sử dụng trong ta là con chiếc Snapdragon 720G Đây là một con chiếc mà mình đánh giá là về mặt ổn định thì nó ổn định Nhưng mà về cái khả năng uh, trải nghiệm chơi game thì mình thấy nó chỉ là uh, được xếp ở mức thấp nhất so với lại uh, Hello G90T có trên Note 8 Pro hoặc là Snapdragon 845 trên LG G7 cũng như là V40 trên G7 và mc 40 như mình đã nói ở câu hỏi một ấy thì nó sẽ bị một vấn đề đó chính là cái game Tinner được cài sẵn bên trong máy nó sẽ bóp hiệu năng của con chip Snapdragon 845 cho nên khi các bạn mua về các bạn bắt buộc là phải gỡ ra gỡ, gỡ cái game Tinner này ra bằng BC thì các bạn mới có thể là trải nghiệm một cách bình thường như là những chiếc máy có cùng con chip Snapdragon 845 khác đi kèm với đó là con chip Helio G90T thì nó sẽ gặp phải một vấn đề đó chính là hơi nóng khi mà các bạn để marketing setting con chip này thì nó có thể unlock được marketing nhưng mà cái việc unlock marketing này nó sẽ khiến cho con chip này vận dụng hết tất cái hiệu năng của nó có cho nên thành ra thì nó sẽ uh, nóng hơn so với lại những con chip bình thường còn đối với lại con chip Snapdragon 720 G ấy mặc dù nó là một con chip cho ra hiệu năng thấp nhất trong uh, cả hai con chip còn lại nhưng nhưng mà cái vấn đề đó chính là uh, nó unlock có có hình ở mức là gọi là trung bình khá thôi so với cái mức hiệu năng của nó chứ nó không phải là in lock hết cả cái khả năng của nó cho ra nên thành ra thì về lâu về dài ấy, thì mình nghĩ rằng là các bạn nên lựa chọn những dòng chip đến từ Snapdragon khi mà nó có một cái khả năng thứ nhất là tối ưu tốt này. và cái thứ hai thì nó cũng sẽ là cho ra một cái trải nghiệm ổn định về mặt lâu dài hơn. Đó. Còn đối với lại con chip Helio G90T thì các bạn nên cân nhắc về cái phần nhiệt độ của nó khi mà chơi ở mức cấu hình cao. Thế thôi. Câu hỏi thứ ba đến từ bạn một st Hưng. Anh ơi, LG G8, Vivo Neo 855 và Redmi 10 5G bản 128GB thì nên chọn chiếc máy nào cho nhu cầu là quay clip PUBG và chụp ảnh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cá nhân bản thân mình thấy thì ra để mà cân bằng nhất thì các bạn nên lựa chọn chiếc MG G8 các bạn nhé. Tuy nhiên thì so với lại hai chiếc máy kia là Neo 855 và Redmi 10 5G ấy, thì chúng ta phải đánh đổi một tí về phần pin. Pin trên MG G8 thì nó sẽ đuối hơn. Nhưng mà về mặt màn hình này, hiệu năng cũng như là camera, thiết kế nữa. Đó thì rõ ràng là trên cái chiếc LG G8 sẽ ăn đứt so với hai chiếc còn lại, tại vì là nó là một chiếc điện thoại flagship của LG, thì mình nghĩ rất là mình khuyên các bạn là nên cân nhắc chiếc LG G8 nhiều hơn đó, để phục vụ cho cái tác vụ là quay clip, uh, bóc Mobi cũng như là chụp ảnh. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, đó chính là của bạn Lê An. Chào admin Kha, tôi có cảm giác như là chiếc Exynos bao giờ cũng sẽ hao pin và hiệu năng kém hơn chiếc Snapdragon, uh, có đúng vậy không? Thì mình thấy rằng là câu hỏi này uh, rõ ràng là đúng, không sai đây là một câu hỏi mà kiểu vừa hỏi vừa khẳng định luôn đó các bạn ạ à. thứ nhất thì mình thấy rằng là con chip Exynos trên Samsung ấy nó không được tối ưu tốt bởi vì họ không Samsung ấy họ không hợp tác uh, gọi là liên kết tốt với lại những hãng game Đó cho nên thành ra thì uh, các hãng game khi mà tối ưu cho những dòng chip uh, thì sẽ kiểu là họ sẽ bỏ ngỏ tại vì thứ nhất là họ sẽ không có công cụ hỗ trợ này cũng như là phần mềm hỗ trợ nên thành ra cái việc mà để có thể tối ưu cho một chip Exynos thì mình nghĩ rằng là nó cũng khá là khó. Nếu như mà Samsung không chủ động mà kiểu liên kết với các hãng game thì cũng rất là khó mà các hãng game có thể là tối ưu cho con chip Exynos này. Cái thứ hai đó chính là về mặt hao pin Hao pin thì thật sự rằng là mình thấy cũng có thể là đúng tại vì là con chip Exynos thường nó sẽ không ưu tiên về cái khả năng là ổn định và mượt mà đó các bạn ạ à. mà nó ưu tiên về cái tốc độ. xung nhịp của nó thường sẽ rất là cao. Nên là cái việc mà hao pin cũng là một cái điều rất là đúng Và kể cả là mình thấy rằng là nếu mà xe với lại con chiếc Snapdragon ấy thì lựa chọn cân bằng nhất đó là Snapdragon Còn con chip Exynos thì mình thấy rằng là nó sẽ thiên hướng về tốc độ lock app Thật sự là đối với những cái tác vụ thường ngày ấy thì không sao nhưng mà đụng chuyện vào chơi game một phát thì các bạn sẽ thấy ngay là Exynos nó đuối hơn rất nhiều. Nó là bây giờ nó đang được xếp ở bét bảng so với lại những con chip còn lại bao gồm là Snapdragon này, MediaTek cũng như là Kirin thì con chip Exynos nó đang đứng ở bét bảng các bạn nhé. Đây cũng là một điểm các bạn lưu ý cho những bạn nào mà có cái nhu cầu là về hiệu năng ấy thì rõ ràng nên tránh tối đa cái con chip Exynos này ra. Đó. Rồi Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Thế Miền Xăm Sắp tới sinh nhật em, bố em cho em 4,5 triệu để mua một chiếc điện thoại Em đang phân vân giữa Vsmart Live 4 với con Samsung M21 Nhu cầu của em là cam ổn, màn hình đẹp, không phải là điện thoại tàu Mong anh được lên sóng Thì ở đây nhu cầu của bạn là không phải là điện thoại tàu và không yêu cầu là cấu hình Thì mình thấy rằng là nên lựa chọn cái chiếc Samsung M21, Galaxy M21 nhiều hơn thì ở đây là có những cái điểm mà Samsung họ sẽ nổi bật hơn, đó chính là thứ nhất về phần thương hiệu, cái thứ hai là về phần pin và cái thứ ba ấy, về phần cấu hình thì chắc chắn là con chip Exynos 9611 nó không hẳn cho ra một cái khả năng ấn tượng nhưng mà nó ổn định. Tức là nó ổn định với cái mức cấu hình, ví dụ như ở trong việc chơi game đi thì nó ổn định với cái mức cấu hình mà nó unlock được. Đúng là từ game PUBG Mobile thì nó vẫn có thể cho ra một cái mức độ họ là mượt 40 FPS cộng với đó là khử đăng cưa thì mình thấy rằng là cái khả năng chơi game của nó cho ra vẫn cực kỳ ổn định và mượt mà. Đây là một trong những con chip Exynos mà mình rất ấn tượng tầm trung nữa các bạn nha, thậm chí kể cả là tầm trung mình rất ấn tượng của Samsung trong năm 2019. thì con chip này là một con chip đáng để các bạn lựa chọn. Chưa kể là về phần camera thì chắc chắn là Samsung về mặt tối ưu phần mềm nó sẽ tốt hơn cũng như là họ cũng là người đã có kinh nghiệm rồi. Đó, kể cả là về việc lo lũng các thứ nữa thì vsmart play 4 lo của nó khá là tệ, cho nên là đôi khi các bạn mới nhạc để nghe thì cũng sẽ là cảm thấy rằng là vsmart play 4 nó không không nên là để lựa chọn để về phần loa để nghe nhạc nữa. Đó thì tổng thể thì mình thấy rất là con galaxy m 21 nó sẽ cho ra những cái trải nghiệm tốt hơn. Kể cả là về phần màn hình đẹp, màn hình đẹp thì con này nó sẽ là màn hình super AMOLED thay vì là lpts IPS LCD có trên cái chiếc uh, Vsmart Lite 4. Tất nhiên là về mặt uh, trải nghiệm hiển thị thì mình thấy rằng Vsmart Lite 4 nó vẫn cho ra một cái khả năng uh, trải nghiệm hiển thị về mặt màu sắc như chi tiết tốt. Nhưng mà cái chất lượng tấm nền cũng như là cái công nghệ tấm nền thì rõ ràng là Galaxy M21 ăn đứt. Đó. Thì uh, phân khúc giá này thì mình nghĩ rằng là bạn nên lựa chọn chiếc Galaxy M21 bạn nhé. Rồi và đó là những gì mình gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay còn các bạn các bạn đang thắc mắc về vấn đề gì cứ miễn liên quan về công nghệ đặc biệt là điện thoại thì hãy comment phía bên dưới mô tả của video nhé mình sẽ đọc hết và lựa chọn ra những câu hỏi hay và thú vị nhất để đưa lên số hỏi đáp tiếp theo rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại